Sáng ngày 27 tháng 12, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư tiếp tục trình bày quan điểm gỡ tội. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, từ 9 đến 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Vũ bị đề nghị từ 19 đến 21 năm tù. Nói về việc nhận số tiền 14,8 tỷ đồng từ lãnh đạo AIC, bị cáo Phan Huy Anh Vũ khai đã dùng số tiền này để chi vào những việc chung của bệnh viện như thuê chuyên gia điều hành các tòa nhà hiện đại, các trang thiết bị thêm như loa gọi bệnh nhân. Bị cáo Phan Huy Anh Vũ khai, việc nhận 14,8 tỷ đồng bị cáo không phải sâu dân mọt nước. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, bị cáo phát hiện ra toàn bộ khu vực phòng khám chỉ có một cái loa gọi chung, như thế không thể đạt yêu cầu khi bệnh nhân đông. Bị cáo dùng chính số tiền đó để thuê công ty, nhân viên của bị cáo toàn nhân viên y tế, không vận hành được tòa nhà hiện đại. Bị cáo phải thuê các chuyên gia về để vận hành bệnh viện. Mỗi người có mức lương rất cao, vô số việc phải chi ngoài nên bị cáo dùng tiền đó để chi. Bị cáo Vũ còn khai việc nuôi vợ con gia đình, chủ yếu lấy tiền từ việc mở phòng mạch riêng. Bị cáo Vũ mong quan tòa có cái nhìn công tâm, một mức án mà trên 10 năm thì bị cáo không còn gì. Tiếp tục bào chữa cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng bị cáo Vũ là bác sĩ đã cống hiến hơn 30 năm cho ngành y tế Đồng Nai, là bác sĩ giỏi về chuyên môn, là tiến sĩ y khoa đầu ngành nội tiết tại Việt Nam. Theo thông tin từ luật sư, hiện đã có hơn 2.000 cán bộ nhân viên y tế trong Đồng Nai đồng loạt ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ. Luật sư cho rằng đây là điều rất hiếm trong quá trình xét xử.